chúng ta chia tay đi. Anh cũng không muốn giấu em nữa. Anh và Linh yêu nhau lâu rồi. Đúng rồi đấy. Anh Duy bây giờ ấy chỉ có một mình ta mà thôi. Thế nên là mày nên từ bỏ đi là vừa đấy. Không. Một người là bạn thân của tôi. Một người là người tôi yêu nhất. Sao hai người có thể làm như thế được? Này, trước khi mày hỏi câu đấy, sao mày không tự hỏi bản thân mày xem là 5 năm qua ấy, mày làm được những cái gì? Suốt thời gian vừa rồi ấy, tao chỉ nhận thấy là anh Duy càng ngày càng chán ghét mày mà thôi. Với lại, tao rất hòa hợp với anh Duy, cho nên là bọn tao yêu nhau, thế thôi. Không, em không tin đâu. Anh Duy, không lẽ chúng ta lại kết thúc dễ dàng như thế à? Chứ cô còn muốn tôi như thế nào nữa? Hay là tôi đội cô lên đầu nhé? Tôi chịu đựng cô quá đủ rồi. Kết thúc nhanh, cần sớm chậm. Duy, anh vẫn đang còn yêu em mà. Anh đừng nói dối. Anh đừng nói dối đúng không? Em không tin đâu. Cô bị điên à? Sao cô cứ lì 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 cái mặt ra thế nhỉ? Tôi nhắc lại lần cuối cho cô biết, tôi không còn yêu cô. Và tôi chỉ yêu một người duy nhất là Linh. Ok. Anh Duy, em yêu anh mà. Anh Duy, mày có điên kìa. Mày cút đi được rồi đấy. Bây giờ anh Duy là người yêu của tao rồi. Mày mà còn dám lăng nhăng gì ấy, thì đừng có mà trách tao đấy. Mày đi thôi anh. Thằng của chị, em mới đều chế đấy. Thằng chị này. Uầy, thơm đấy, hoa nhài à? Chính xác. Mà cái hoa này rất giống chị nhá. Bởi vì ấy An, giờ này em thế nào? Em khỏe chứ? Em vẫn khỏe ạ. Thế còn anh, em nghe nói là anh đang làm tổng giám đốc công ty FVM đúng không? Đúng vậy. Anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ. Thật ra là hồi đó anh với Linh không có gì cả. Khi đấy anh bị thất nghiệp và phá sản. Anh sợ anh không thể chăm sóc được cho em, nên anh mới nhờ Linh diễn vở kịch này. Anh xin lỗi em nhé. Chuyện qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều. Em cũng quên rồi. Chúng ta ai giờ cũng phải trưởng thành mà đúng không anh? Nhưng mà bây giờ thì khác. Anh đã sống tốt hơn, nên là anh mong em cho anh một cơ hội nữa nhé. Anh rất nhớ em. Bây giờ anh đã là tổng giám đốc của FVM. Anh đã có tất cả mọi thứ. Anh có thể chăm sóc tốt cho em. Em cho anh một cơ hội nữa nhé. Anh Duy, em rất vui vì hôm nay anh đã đến đây. Nhưng mà em nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Em bây giờ chỉ muốn yên bình thôi. À, nhưng mà ui. Anh ơi, em xin lỗi anh có làm sao không ạ? Cái thằng danh này. Tân, sao em vô ý thế? Anh ơi, em thành thực xin lỗi anh, em vô ý quá. Hay là như này đi, bây giờ em đưa anh vào nhà vệ sinh, xong rồi anh thay quần áo ra, em giặt cho. Ui, em giặt tí em sạch mà. Đi anh, đi. Em giặt cho. Chị An. Ô, Tân. Chị đã bảo là không đến đón chị nữa rồi cơ mà. Nhà xa thì cứ đến quán cà phê trước đi. Không có đón chị đâu. Không sao đâu mà.
Mà này, chị xin nước hoa đấy à? Thơm thế. Không biết ai tặng chị mà thông minh tài giỏi, vừa đẹp trai này, lại còn vừa biết làm nước hoa nữa. Trời ơi, mèo khen mèo dài đuôi đấy à? Mà thôi, chị lên xe đi, em chở đi. Ăn, lên xe đi em. Thôi, em đi trước đi. Hôm nay chị có hẹn ăn sáng với anh Duy rồi, thế nhá. Thôi, nhưng mà... Bạn ơi, thanh toán cho mình bàn kia với. À, dạ vâng ạ. À, của anh hết 30 tiền. Vừa đủ luôn. Thanh skill anh. Cổ à? Chị mới mua hả? Không, anh Duy mới tặng cho chị đấy. Đẹp không? Làm sao? Có mùi thum thủm. Chết, hoa thối rồi. Không đẹp đó. Quên đi nhá. Chị thấy đẹp mà. Thôi đưa đây để chị tắm vào lọ. Không, không, không. Hoa thối rồi. Khách vào quán ngửi cái mùi này người ta không chịu đâu, người ta không vào đâu. Để em vứt đi nhá. Thôi, chị thấy có sao đâu, vẫn thơm vẫn đẹp mà. Hay là em nhầm? Nhầm là nhầm thế nào được. Chị không biết em là ai à? Chị phải nhớ em là chuyên gia nước hoa chứ. Người khác biết ngay. Hoa thối rồi. Còn em dọn để cho nó sạch. Dăm ba cái hoa thối này. Ngửi mùi thum thủ. Dạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà tối nay em phải đi chơi với bạn rồi. Dạ thôi, em tự đi được mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Ê, chị An, tiền lậu không? Ừ, cũng được. Dọn dẹp xong đi, xong rồi đi luôn. Ủa, thế sao hôm nay chị bảo với anh Duy là chị có hẹn bạn mà? Cái thằng quỷ nhây này, thế có muốn đi ăn không? Ừ. Có chứ sao không? Mà chị nói dối như thế không tốt đâu. Sao chị có thể nói dối như thế được chứ? Thì chị cũng có muốn nói dối đâu. Nhưng mà hình như anh Duy đang thích chị. Còn chị thì... Thích em? Vớ va vớ vẩn, lau nhà đi. Ôi. Ôi. Chị để em làm cho. Được rồi, chị làm được. Ok. Hả? Ai cho phép mày động vào bạn gái của tao? Hả? Anh Duy. Ai là bạn gái của anh? Hả? Cô ấy không hề có tình cảm với anh. Mày còn cãi à? Tân, em có làm sao không? Anh ấy, anh có loại vô liêm sỉ. Anh lúc nào bám dính chị An. Nhưng có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chị ấy không? Chị có thích điều đó hay không? Có khó chịu hay không? Mày câm mồm. Mày nghĩ mày là ai? À, tao với An yêu nhau 5 năm rồi. Trước sau gì, An cũng quay trở lại bên tao. Mày chẳng là cái thá gì cả đâu. Trẻ không bao giờ quay trở lại bên anh đâu. Trẻ là người yêu của tôi. Trẻ chỉ yêu mình tôi thôi. Tân. Cái gì? Không thể nào. An. Đúng thế.
sao chứ. Nó cũng chỉ là một cái thằng vắt mũi chưa sạch mà thôi. Nó có gì hơn anh nữa chứ. Tuổi tác không quan trọng. Hơn nữa, Tân rất tốt với em. Bọn em cũng sắp kết hôn rồi. Em mong là từ nay về sau, anh đừng đến đây tìm em nữa. Em không muốn bạn trai em phải chịu ớt đâu. Em làm cái gì đấy? Sao lại nói dối chị là bạn gái của em? Tại anh ta gây sự với em trước mà. Em... Thôi làm việc đi. Lần sau đừng có như thế nữa nhá. Em biết rồi. Em sẽ không nói dối nữa. Mà em nói thật nhá. À, là bạn gái của anh nhá. Em nói cái gì đấy? Thôi đừng đùa nữa, đi làm việc đi. Anh không đùa. Anh yêu em. Và anh biết là em cũng yêu anh, đúng không? Chị không có. Em có. Em phải nói với anh ta là chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi gì. Thì chị nói như thế để cho anh Duy quên chị. Chị không còn tình cảm với anh ấy mà. Đúng. Đúng là em không còn tình cảm với anh ta. Bởi vì em còn sự tổn thương. Em sợ người khác sẽ làm giống như anh ta, sẽ bỏ rơi em. Nên em mới từ chối anh. Anh không giống như anh ta. Anh rất yêu em. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em và chăm sóc cho em cả đời này. Chị có thể tự chăm sóc cho bản thân của mình mà. Cho dù là không có ai bên cạnh, chị vẫn có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà em cô đơn, đúng không? Hãy tin anh. Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương đâu. Anh chỉ chăm sóc cho em. Anh và em sẽ cùng nhau hạnh phúc. Đồng ý làm bạn gái nhá. Đánh chết nó cho tao. Đứng lại đấy. Tao sẽ cho mày tiền. Chỉ cần mày chia tay với An, bao nhiêu cũng được. Này, anh vì tiền mà bỏ rơi An, khiến cho cô ấy đau khổ. Bây giờ lại muốn dùng tiền để mua chuộc tôi, để An quay về bên anh. Đừng cười. Thế mày nghĩ không có tiền mà sống được à? Mà có chăm sóc được cho An không? Có cho An được tất cả không? Thế có biết An muốn thứ gì không? Đó là tình yêu chân thành, thứ mà không tiền bạc nào có thể mua được. Anh không trân trọng nó. Anh ham vật chất và anh đã đánh mất An. Còn tôi thì không. Còn với tôi ấy, An là báu vật. Và tôi sẽ không vì bất kỳ một chuyện gì mà đánh mất cô ấy đâu.
Hảo Linh. Anh Duy. Sau hôm đó, em thực sự rất là hối hận. Em đã nói hết mọi chuyện cho An rồi, nhưng mà không ngờ nó lại chạy đi tìm anh. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Thôi được rồi. Đi vào trong đã rồi. Có gì ấy thì em sẽ chiều hết được chưa? Đi vào. Tại sao lại làm như thế cơ chứ? Anh có biết là An yêu anh đến mức nào không à? Nó bị đột quỵ đấy. May mà tôi đến kịp. Anh... Hôm đó thực sự anh rất là nhớ An, nên anh mới đi uống rượu. Nhưng mà anh chỉ chơi qua đường thôi. Bây giờ anh không còn liên lạc với cô ấy nữa. Em giúp bọn anh quay lại với nhau nhá. Không, anh đúng là vừa hèn vừa ích kỷ mà. Anh nói là anh yêu An. Anh yêu An mà anh bỏ nó à? Anh chung thủy với An mà anh đi ngủ với người khác. Đấy là tình yêu à? Hả? Đấy là khốn nạn đấy. Cũng may mà An bỏ được anh sớm. Nếu không ấy, chính tôi sẽ là người bóp chết anh để giải thoát cho nó. Bảo Linh. Dạ alo. Chủ tịch ạ. Giờ này con bận rộn gớm nhỉ. Mẹ gọi điện cả tháng ấy mới thèm nghe mày. Con xin lỗi. Tại con đang bận điều chế hương liệu mới. Bận hay là mải yêu đương xuyên quên cả mẹ. Kìa. À mà này, thế con định không đi du học thật đấy à? Ở bên Pháp người ta vừa mới gọi điện cho mẹ, con được học bổng toàn phần đấy. Thôi, con không đi đâu, con muốn ở nhà với An. Chuyện yêu đương của con ấy mẹ không quản, nhưng mà có cơ hội để phát triển bản thân ấy thì con nên nắm bắt lấy. Mẹ, cơ hội thì ở đâu chẳng có mẹ. Con tin là ở Việt Nam con vẫn có thể phát triển được. À mẹ đây, sắp tới con mở xưởng điều chế nước hoa. Mẹ nhớ phải mua ủng hộ con đấy nha. Kinh doanh ở Việt Nam mình ấy cần phải có nhiều kinh nghiệm chứ cũng không phải đơn giản đâu con. Nhiều người làm ấy bị thất bại lắm. Thất bại là mẹ thành công mà. Con không sợ vấp ngã đâu. Con chỉ sợ kém ý chí thôi. Mẹ nhớ ủng hộ con. Vâng, thưa anh. Tôi sẽ ủng hộ anh. Thế nhưng mà sau này làm mà có không thành công này rồi ế ẩm ra đấy thì đừng có mà về kêu tôi đấy nhá. Con mà thất bại thì con vấp ngã, con nằm, con bò, con trườn mà đi chứ con không bao giờ quay đầu đâu. Cứng đầu nó vừa thôi nhá. Mà con nói với mẹ là con đưa cái An về giới thiệu cho mẹ. Thế mà mẹ chờ mãi chả thấy đâu cả. Thì cái chuyện này mẹ cứ để con từ từ sắp xếp. Mẹ này, mẹ đừng bắt nạt An nhá. Chị ấy hiền lắm. Mẹ mà làm chị ấy chạy đi ấy, là con chạy theo luôn đó. Thôi, không phải dọa mẹ. Chủ tịch, cháu gửi cô thông tin về dự án Hoàng Sơn ạ. Ừ, cảm ơn cậu. Cô cho cháu hỏi là cậu thanh niên vừa rồi là ai đấy ạ? À, là con trai tôi đấy. Nó thì chỉ quan tâm đến lĩnh vực nước hoa thôi. À, thì ra là thế. Tại vì cháu chưa bao giờ thấy cậu ấy đến công ty ạ. Con trai tôi chỉ quan tâm đến lĩnh vực hương liệu, cho nên là không muốn tiếp quản công việc của gia đình. Thế cho nên tôi cũng không ép. Mới lại được cái là nó rất là tự lập, tự quyết. Và muốn làm gì thì sẽ làm bằng được. Nên là tôi cảm thấy rất yên tâm. Dạ vâng ạ. À, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ vâng.
đáng lẽ ra anh phải trả nó sớm hơn. Ôi, vòng tay của em, anh vẫn còn giữ nó à? Thì hồi đó anh kẹt tiền nên anh mới... Anh biết đây là kỷ vật quan trọng đối với em, là món quà cuối cùng của bố em. Nhưng anh là thằng ích kỷ, anh xin lỗi em nhé. Thôi, chuyện cũng qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều. Em cảm ơn anh vì đã giữ gìn nó dùm em suốt mấy năm qua. À này, anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Em có hận anh không? Hồi đó thì em có buồn, nhưng mà bây giờ thì không. Tất cả mọi thứ đều là kỷ niệm đẹp, giúp em trưởng thành và mạnh mẽ hơn mà. An, anh thành công rồi. Có một công ty lớn đã đặt 1 triệu chai nước hoa của anh. Họ muốn ký hợp đồng lâu dài với anh đấy. Thật á? Chúc mừng anh nhé, tuyệt quá. Chúc mừng cậu nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn anh.